Chào anh em lên xe TV nhá. Thì cũng nhân chuyến là Hải qua chỗ bạn showroom bạn Điền dán phim, thì Hải cũng hỏi đôi chút về cái việc là chỗ kinh doanh của Điền là chuyên dòng phim classic này có gì hay ho. Thì nhân đây giới thiệu mọi người là bạn Điền sẽ giới thiệu với anh em là việc là cái phim classic này nó có gì vui nhá. Dạ vâng, xin chào toàn thể anh em trên lên xe TV. Mình là Điền, chuyên viên kỹ thuật phim classic. Hiện tại là mình đã cũng làm trong nghề là 13 năm rồi. Thì bây giờ hôm nay là mình muốn chia sẻ một số về cái thông tin về phim Cách Nhiệt classic của bên mình cho toàn thể anh chị em đều được biết xem có cái gì nó có cái sự khác biệt với nhau với phim ngoài thị trường hay là các gói khác nhau như nào. Thế thì cụ thể là như Điền đang kinh doanh thì mình sẽ có những cái dòng, những cái gói thấp, gói cao hay là những cái gói mà mọi người hay xài nhất là những cụ thể là những gói nào? Bên em thì cũng đã phân ra 4 gói, một gói tiêu chuẩn này, gói cao cấp này, gói đặc biệt này, gói luxury này. Thì là cũng tùy theo cũng các mức giá nó khác nhau. Thì cái gói để mà cho anh em chạy dịch vụ bên em cũng phân ra một gói khác nhau. Mà anh em mà chạy xe gia đình thì cũng là một gói khác nhau, nhiều cái gói để cho anh chị em lựa chọn làm sao phù hợp với cái xe của mình, phù hợp với kinh tế của mình. Dạ. Thế thì bây giờ Điền giới thiệu giúp mình đi cái gói giá rẻ trước đi. Rồi, bây giờ là em sẽ giới thiệu với cái gói tiêu chuẩn của bên em. Gói tiêu chuẩn của em là một mã là mã Blue 50 và mã MX20 dành cho kính sườn. Thì là cái gói tiêu chuẩn này thì nó có những cái chỉ số về ngăn cái tia hồng ngoại và tia cực tím như nào thì phải dựa trên cái máy đo này em để test qua để xem anh chị okay, nhìn xem. Thế thì bây giờ mình sẽ thử máy nhá. Vâng, đây là gói tiêu chuẩn của đây là mã kính lái Blue 50 của phim classic của Việt Nam. Thì nó sẽ có những cái thông số chỉ số là tia UV là 99%, PR là ngăn được 53%, độ truyền sáng là được 53%. Đây là cái mã Blue 50 là sử dụng cho kính lái. Đây là mã kính sườn MX20 ạ. Và cái tia UV là nó ngăn được 99%, PR là mang nhiệt tới là nó ngăn được 61%, độ truyền sáng là 24%. Là mã này để chuyên dành cho cái kính sườn trước, sườn sau và hậu. Về cái ưu điểm của nó là cái màu sắc thì cực kỳ là đẹp. Còn về cái nhược điểm của nó là nhược điểm thì nó gói tiêu chuẩn thì nó cách nhiệt nó thấp. Nó thấp hơn với các gói cao cấp hơn nữa. Và còn về độ trong suốt và trong nhìn ra và ngoài người nhìn vào thì vẫn là ok. Rất là đẹp. Thế thì Điền thì có cái gói nào mà anh em mà cảm thấy là hay được anh em lựa chọn nhất, là cụ thể là gói gì nó vượt trội hơn so với cái gói mà giá rẻ Điền vừa giới thiệu không nhỉ? Classic của mình là có cái gói luxury thì nó là cái tính năng cách nhiệt là rất là tốt. Nó còn cái tính năng quan trọng nữa là cái tính năng nó ngăn được toàn bộ cái tia cực tím. Là cái tia có hại đến người này, chị em phụ nữ này, nói với bản thân cả anh em mình. Cả nội thất xe này nó dễ bị bay màu, bạc màu là cái do cái tia cực tím này. Những cái tia cực tím này mình sẽ không nhìn thấy. Đó, thì là nếu mà tổng quan nữa thì là em sẽ có cái phương pháp để test cái gói phim mà anh em thường hay dùng đó, dòng gọi là cao cấp một chút, cao cấp ạ. Thì là nó ngăn được toàn bộ cái tia cực tím thì là phải có dựa lên cái cơ sở là phải có cái để mà test để xem nó ngăn được đúng hay không. Đó. Thì còn về độ cách nhiệt thì chắc chắn là nó sẽ là rất là tốt. Mình như mình chẳng hạn thì mình quan tâm về cái độ mà chống chói của kính lái này. Đúng không? Hay là ngay cả kính mà sườn trước các thứ thì khi đi ban đêm cái độ mà chống chói khi mà lúc mà mình vào cua thứ nếu mà nó bị lóa hay là chói thì lúc mình sẽ có tầm quan sát đấy. Đấy thì nó như nào? Đặc biệt là quan trọng nhất là cái kính lái á. Thì kính lái là mong sao là anh em đi lựa chọn bất kỳ cái phim ở các thương hiệu nào thì mình nên lựa chọn kính lái nó đạt tiêu chuẩn từ 50% trở lên, độ truyền sáng trở lên. Từ 50% độ truyền sáng trở lên thì mới dán vào kính lái. Còn độ chống chói chống lóa hay không nó phụ thuộc với vào là cái, nó cũng phụ thuộc vào cái ngăn được cái tia cực tím hoàn toàn hay không.
đấy, đấy là ngắt được cái tia cực tím hoàn toàn thì nó sẽ chống chói chống lóa sẽ là rất là tốt. Nếu mà anh chị mà cứ muốn để mà test về cái chống chói chống lóa thì phải thực tế phải qua cơ sở em có những cái phương pháp để test để xem cái độ chói lóa nó so sánh với cái mã phim của ngoài thị trường với cái mã phim của em để xem chống lóa là còn đâu thế này thì đấy. Thế thì vì là mình cũng nghe nói là cái việc là mỗi phim khác nhau ấy, thì nó sẽ có một cái phản quang ánh sáng khác nhau khi mà mình ngồi trong cabin mình nhìn ra ngoài ấy, thì những cái phim này thì nó sẽ cho mình cái tương quan màu sắc như nào. Đúng rồi, cái còn phần nữa nó là cái phần về phản xạ ánh sáng, phản xạ mình ngồi trong cabin nó có bị hắt hay nhiều hay không, thì anh chị nên lựa chọn những cái dòng sản phẩm mà nó phản xạ nó thấp, càng thấp càng tốt. Nếu mà quan trọng nhất về kính lái ấy, cái độ phản xạ nó từ 8% cho đến 12% thì mình dán vào kính lái sẽ đảm bảo an toàn cho mình, nó sẽ không bị hắt nhiều tắp lô. Nếu mà anh chị mà cứ đã đang từng dán phim mà thấy nó hắt nhiều tắp lô, đó là những cái phim dòng phim nó phản xạ bên trong nhiều quá là mình khó quan sát hơn, khó quan sát. Còn về màu sắc thì màu sắc thực tế là màu sắc thì nó mô tả màu thì nó cũng hơi khó một chút. Đó thì là nếu mà về màu sắc thì thực tế là vẫn phải xem được cái mẫu phim và xem trên xe dán demo lên trên xe thì mình mới có mô tả được màu sắc dễ hơn. Vì nó còn tương quan đến cái kính của từng kính, xe nữa đúng không? Kính và ánh sáng theo góc độ ánh sáng ban buổi tối này màu lại khác mà. Vào râm nó màu khác mà ra ngoài nắng lại màu khác đó. Nhưng mà thông thường thì phim nó sẽ có những cái loại dòng phim mà nó la viện mình ngồi đằng sau mình ra ngoài thì nó sẽ có những cái màu như là ví dụ là màu xanh, màu tối ấm xuống hay là màu vàng hay là màu xanh kiểu như thế thì phổ biến nó sẽ là màu như nào? Thường phổ biến là màu trầm đen, nó màu đen nhưng mà màu trầm xuống, màu trầm màu dạng màu đen. Còn đâu bây giờ là hiện tại là bây giờ là ít anh chị em mà lựa chọn cái màu xanh này, cái màu phản quang bạc phết thì gần như là bây giờ ít lắm. Bây giờ thường là dán những cái màu chậm chậm đen có cái độ truyền sáng khác nhau. Đó. Ok, thế thì chúng ta sẽ bây giờ sẽ thử về kỹ thuật cái phim này như thế nào nhé. Dạ, vâng. Thông số nó như nào? Phương pháp test cái phim cách nhiệt classic của bên em, gói mà anh em thường hay dùng đó. Thì là đây cũng là cái máy đo điện tử bổ trợ cho cái việc mà tư vấn phim này và cho khách hàng để biết được những cái thông số nó cách nhiệt hay không. Đây hàng đầu là tia UV, hàng thứ hai là cái tia IR là tia ngoại, hàng thứ ba là độ truyền sáng. Em sẽ đưa một cái tấm phim kính lái của bên em vào sẽ có chỉ số nha. Đây xong sau đó là em sẽ lấy một cái phim kính lái của một cái đơn vị khác, xin lỗi là em sẽ không nói tên đơn vị nào cả, nhưng mà thông số kỹ thuật nó rất là tốt. Đây là phim classic của em là nó ngăn được UV là 100%, ngăn cái IR là được 93%, độ truyền sáng là 66%. Đó thì bây giờ là em sẽ so sánh với cái kính lái của một đơn vị khác, em cũng sẽ đưa vào đây thì xem là cái chỉ số nó như nào. Đó, đây là cái tia UV nó ngăn được cũng 99,7%, IR là ngăn nhiệt nó được 86%, độ truyền sáng là 57%. Đây là cái mã phim kính lái cách nhiệt cũng là rất là tốt, nhưng mà cách nhiệt tốt hay không nó dựa trên cái cơ sở bây giờ em đã có một cái bài test tia cực tím, xem 99% với cái mã Savitra các em 100% xem có cái sự nào khác biệt không ạ. Đó thì anh chị chú ý với cái việc này. Đây là một cái bức ảnh bắt tia cực tím ngoài trời, nếu mà ngoài nắng á, thì em sẽ mang cái tấm ảnh này ra ngoài á, thì nó sẽ hiện lên là rất là đỏ. Đây là cái đèn bắt tia cực tím. Đó, đây là chưa có phim. Đó. Em sẽ test với hai cái mã kính lái, một bên phải em là kính lái classic, bên trái của em là một phim cách nhiệt ngoài thị trường nhưng mà cách nhiệt rất là tốt, để em thử test xem là dựa trên máy điện tử với thực tế như này xem nó có sự khác biệt nhau nào không. Thế em cứ bảo là cái máy điện tử này nó mang tính chất bổ trợ thôi ạ. Thực tế là em sẽ test qua cái đèn tia cực tím này xem nó có hiện tượng gì không. Nếu mà xuyên vào thì nó vẫn là chưa ngăn được hoàn toàn được tia cực tím. Đó, bên phải các em nó ngăn hoàn toàn, bên trái thì nó vẫn xuyên vào tím hết mặt
cô gái đó, cái tia cực tím này là rất là quan trọng. Thế nên là anh chị em có nhu cầu mà dán phim ngăn được hoàn toàn cái tia cực tím này thì liên hệ với em sẽ làm được cái việc này cho anh chị. Chia sẻ với anh chị với hai cái cách nhận biết để phim ngăn được nhiệt tốt hay không, ngăn được tia cực tím tốt hay không, thì bây giờ là em còn bước nữa, thì là em đây là cái máy thực tế nhất, là máy đo nhiệt độ của phim, nó cách nhiệt được bao nhiêu. Thì là em đây là có hai cái lồng kính của em là đều là kính trắng hết ạ. Đó, nhiệt độ bây giờ hiện tại ngoài trời nó đang 19,7 độ. Trên này là được cái là so sánh nhiệt độ để xem nó chênh lệch bao nhiêu. Thì em sẽ đưa hai cái tấm phim, vừa rồi em test một tấm phim này, tấm phim kính lái classic của bên em sẽ để bên tay trái. Đó, đây là một tấm kính lái của ngoài thị trường, thì em sẽ để vào đây xem nó có sự khác biệt với nhau không. Em sẽ khởi động cái nốt này trong vòng khoảng tầm 50 giây gì đó. Đó, đây là hai cái bóng đèn hồng ngoại này rất nóng, có thể là anh chị đến cảm nhận bằng tay cho đây. Đó, đấy, thông số và độ chênh lệch nhau thì nó lại có sự khác biệt rồi ạ. Còn nếu mà thực tế nữa thì là mình cứ sử dụng bằng tay này, hai tay mình cảm nhận hai cái phim này nó có sự khác nhau gì không. Em nói là đây là bên trái em là phim classic với kính lái hiện tại là đang tốt nhất, bên phải em là cái mã kính lái ở ngoài thị trường. Cái dạ. Nhiệt độ bên trên kia là cái thấp thì là tốt. Đúng rồi, cái nhiệt độ đi xuống, đây là có một cái mắt cảm biến anh ạ, cảm biến thì là càng thấp thì là cái nhiệt độ đi vào thì là càng ít. Đây, cái nhiệt độ này đây giờ đang chênh lệch nhau khoảng 9 độ rồi, lên 9 độ rồi, thì cái này là nó cứ chạy vào xe mình, nó tương đồng với anh mình chạy ngoài trời đấy, thì là nhiệt độ nó cứ phi thẳng vào xe mình, phi rất nhiều. Đó, đây có sự chênh lệch nhau là một bên là phim classic là nó truyền xuống còn có 2 độ, mà bên phim thông thường á thì nó là 9,8 độ, nó vị trí nó chênh lệch nhau khoảng 7 độ 8. Đó, 7 độ 8 là một con số là khá lớn đấy ạ. Dạ. Em có thể lựa chọn cái dòng classic mà dòng cao cấp là Spectra 3 năm hay 6 năm thì tùy anh em lựa chọn, nó chỉ là khác chênh lệch nhau về một chút về độ sáng cũng như là độ chống lóa từ 6% 8% một chút thôi. Ok, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhá. Bye bye mọi người.